Ngày hôm nay thì bố anh Kinh Bôn lại tiếp tục lên sóng báo giá một cặp xe sang đây. Toyota Camry và Formentor. Chỉ từ hơn 100 triệu đồng là các bác đã sở hữu được một chiếc xe hạng D. Cả hai chiếc thì đều là số động nhá, có một màu trắng, một màu đen này. Cả hai chiếc thì tổng thành còn đều rất là đẹp luôn nhá. Từ hơn 100 triệu thôi cho đến hơn 200 là các bác đã sở hữu được một chiếc xe sang đây. Số tự động rất là dễ dàng đi lại. À, chiếc xe Formentor màu trắng này thì 2004 mọi người nhé. Đây, có gương kính cụp xe này, nội thất đen ngoại thất trắng nhé. Xe rất đẹp luôn, keo chỉ zin đến 94-95%, máy số đại chất luôn nhé. Đây, nội thất này, nội thất rất là mới và đẹp luôn. 2004, 125 cũ là các bác đã sở hữu được em nó rồi. Một chiếc xe số tự động động cơ 2.5. Đây, xe thì máy số thì bên em cam kết cho các bác là đại chất luôn nhá. Đây, nội thất đen này, nội thất đen nhiều công nghệ và form dáng đẹp, độ an toàn cao. Đây, mà với tầm trần tập lái cho các bác lựa chọn thôi. Đấy, mọi người quan tâm đến chiếc xe Formentor 2004 này thì cứ liên hệ cho bố máy Kinh Môn nhé, 125 triệu. Chiếc tiếp theo là chiếc Camry là 2002 form mới, số tự động 3.0, biển thủ đô tên tư nhân, keo chỉ zin toàn xe, máy số thì đại chất luôn các bác nhé. Có cảnh báo va chạm này, phanh ABS này, túi khí an toàn, điều hòa auto. Đấy, chiếc xe còn giữ được rất đẹp luôn, màu đen. Màu đen thì giống như xe sang thì luôn luôn nhìn rất là sang, rất là đẳng cấp. Keo chỉ zin nội thất mới lắm, rất là mới luôn các bác nhé. Đấy, xe máy số đại chất luôn nhá, máy số gầm chất. Đây, màn hình này, chân nỉ này. Đấy, 2002 form mới này, 225 triệu đồng. Đấy, cho các bác nào yêu thích những dòng xe lồi đồng cua đá đây, những dòng xe chất lượng này. Dòng xe này thì chi phí sửa chữa rất là rẻ nên có người quan tâm. Đấy, có rèm chắn nắng tự động này. Đấy, xe rất là mới luôn. 2002 form mới, 225 triệu đồng. Tên tư nhân, biển thủ đô. Bộ mâm rất là đẹp luôn, nguyên bản này, form mới. Đấy, mọi người quan tâm đến mẫu xe nào thì cứ liên hệ cho bố máy Kinh Môn nhá. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.